rồi chờ phiên Mèo Vạc lúc 7 giờ kém. Thằng bố bỏ. Rồi để thoát ra khỏi sự cám dỗ của chợ phiên là một trong những nhiệm vụ hết sức khó khăn. Thử mỗi hàng quán một ngụm thôi là đủ say rồi. Đi ra khỏi đoạn đường này thực sự là một thử thách khi mà bà con họp chợ tràn hết ra cả đường. Đây là gian hàng quẩy tấu, cái hùi sau lưng của chị em đi nương đi dẫy đấy ạ. Rồi vách Mã Pì Lèng lúc 8 giờ sáng, mây mù ôm Mã Pì Lèng. Hôm nay chúng tôi sẽ đi trong cái đám mây kia để nhìn đỉnh Mã Pì Lèng từ trên đỉnh và nhìn dòng sông Nho Quế từ trên vách đá trắng của Hà Giang. Đây chính là dòng sông Nho Quế ạ, uốn lượn. Đây, hẻm tu sản sông Nho Quế. Các thành viên đang uống nước tăng lực trước khi bắt đầu con đường đi bộ vách đá trắng. Vâng, đang khởi động trước Bảo tàng Hạnh Phúc để mong có một hành trình thuận lợi suôn sẻ. Huấn luyện viên bắt đầu hướng dẫn các thành viên khởi động. Huấn luyện viên thể lực của đoàn đang hướng dẫn một số động tác để khởi động cho cái chương trình chinh phục vách đá trắng 7 cây số, điểm khởi đầu từ Bảo tàng Hạnh Phúc.
điểm kết thúc đường hạnh phúc trên gần khu vực quán cà phê Panorama. Đầu con đường đi bộ từ bảo tàng hạnh phúc xuyên qua vách đá trắng của Hà Giang sẽ là một trong những cái hành trình nhớ đời. Ok, vâng, từ con đường đi bộ vách đá trắng nhìn xuống Mã Pì Lèng, những con đường như những cái dải lụa rất là mềm mại vắt ngang qua những sườn núi và được bao bọc bởi những cái đám mây. Vâng, dĩ nhiên đám mây này nó không trơ trẽn như đám mây đi Ca Lăng, mà những đám mây bồng bềnh huyền ảo. Và các thành viên với cái trời ngày hôm nay nhiều sương mù, các thành viên vẫn đang lầm lũi bước đi. Những con người lầm lũi đi trong sương mù. Sau khi đã đi bộ được khoảng gần 20 phút, đoàn cũng đang tiến gần hơn tới mỏm đá sống ảo ở trên đỉnh của đỉnh Mã Pì Lèng. Những bước chân không mỏi nhớ tới những lời hát trong bộ phim Những Nẻo Đường Phù Sa. Ngọn núi cao cao trước mặt, bên tay trái chính là nơi ngự trị của mỏm đá sống ảo. Trong sương lạnh giá thì những chú nhện vẫn cần mẫn răng tơ làm đẹp cho mình. Thực sự thì thiên nhiên không có giới hạn và con người cũng không có giới hạn. Để lên được mỏm đá sống ảo là một trong những cái thử thách đầu tiên trước khi tiếp tục di chuyển theo cung đường vách đá trắng. Ở đây bốn thành viên của mặt đầu tiên và kia là hai thành viên sau cùng. Có ba thành viên quyết định ở nhà ôm chăn ngủ. Đây là hàng rào đá, theo thi vị hơn một chút nữa thì một số nhà văn người ta gọi hàng rào đây là hàng rào mắt cá, mắt cáo. Ở đây toàn cáo không được. Những ngôi nhà nằm lặng yên bên những vách núi, bên những vực sâu, những hàng rào đá treo leo, trông chênh nhưng mà lại rất vững chắc. Có thể nói đây là một công trình nghệ thuật của đồng bào trên cao nguyên đá.
tường thành bằng đá. Rồi, nó di chuyển được hơn 1 cây số rồi. Những con đường rất đẹp, hai bên đường đầy hoa hoa. Và hai bên bà con cũng trồng rất nhiều rau đậu Hà Lan, trồng rất nhiều củ cải đường. Và đây là con đường mà chúng tôi đi. Thực sự là con đường trải nghiệm rất là đẹp, cao nguyên đá. Cây mà nó cho cái mật ong màu vàng chanh ánh xanh đặc trưng của cao nguyên đá. Vào mỗi cái dịp mùa tháng 11, tháng 12 thì những chú ong nó cần mẫn lấy mật từ những cái bông hoa trên cao nguyên đá khô cằn này, và nó cho ra một cái sản phẩm là mật ong hoa bạc hà, đặc sản chỉ dẫn thương hiệu địa lý của Hà Giang cả nhà. Đây. Trên này sẽ là những cái thảm lớn hoa bạc hà cả nhà, rất là nhiều, hàng ngàn cây số vuông trên cao nguyên đá hoa bạc hà cũng được. Nhiều thành viên bảo là đâu có hoa, đâu có mật ong ở trên Hà Giang nhiều như vậy, thì đây là một minh chứng để cho mình nhìn thấy. Vâng, đoàn đang trải nghiệm là vào khu vệ sinh mà không có cửa, cho nên là chúng tôi những anh em con trai không dám đi tiến lên phía trước mà phải đứng ở phía sau. Đây là cái khu mà gọi là triệu view đấy, view triệu đô, một cái view khó có thể kiếm ở các nơi khác được. Cuộc sống trên cao nguyên đá rất trầm lặng, có những con người trầm lặng và có những mảnh đồi trầm lặng. Sở dĩ chúng tôi gọi là những mảnh đồi bởi vì là nó khác so với ở dưới kia rất nhiều. Trời hôm nay trong khoảng 10 độ C, bé gái mặc khá là ấm, đôi chân của bé. Trên cái con đường đi bộ theo vách đá trắng ở Mã Pì Lèng, chúng tôi đi qua rất nhiều những cái hàng rào đá như này. Chúng tôi gọi đây là những bức tường thành bằng đá. Nó là một công trình nghệ thuật của đồng bào bà con người Mông trên cao nguyên đá. Mất rất nhiều thời gian cả nhà. Hơi thở của đá cũng ướt đẫm sương mai.